nhân sắc đó, nhưng mà cảm thấy lấy trong sự mất, mà muốn được và sợ mất. Hôm ta đứng bật dậy và tôi xin đẩy cánh cửa chánh điện nhìn ra bên ngoài, trời tối đen như mực. Cả chùa một số thì yên tâm, một số thì an tĩnh trong thiền đường. Như một cái tiếng gọi, một cái nghiệp lực từ bao đời, tôi xin rời bỏ mái chùa cho bóng đêm, tiến vào trong sông lại, tìm đến cái tiếng nhiệt bá, tiếng pháo nổ, tiếng ca hát ở trong đêm. Lần mò trong bóng đêm, ông ta đi băng qua làng và tiến đến cửa sinh tử. Và khi tiến đến cửa sinh tử thì cánh cửa sinh tử mở rộng để cho từng cỗ xe chở lương thực, chở hoa, chở mọi vật dụng để làm đám cưới ngày mai vào chùa Dinh. Tôi xin trà trộn với lại những cái người làm công đó để lọt trong dinh thự của quan tư cổ. Và ông ta lần mò đi trong cái dinh thự đó và nghe thấy tiếng đàn. Tôi xin lần nữa tới cái tiếng đàn đó, trong bụi cây ông ta nhìn ra dưới ánh trăng mờ ảo. Tôi xin nhìn thấy bên mái hiên quan tư cổ ngồi trên trẻ tối ẩm về cư nhân. Ở dưới hiên là một chàng thanh niên tuấn tú khôi ngô đang cầm vũ kiếm. Vũ kiếm lên trăng, lưỡi kiếm chẳng ta qua một cái đóa hoa, rồi thì những cái cánh hoa bị chém đứt nó rơi tả tả đọng ở trên cái lưỡi kiếm. Quan Tung Quốc đứng dậy vỗ tay hoan hô cái tài vũ kiếm của cái người thanh niên tuấn tú nói, và ta rất mừng là có con là hiền tế của ta, là có rể từ mang. Và tôi xin ngước mắt nhìn chăm chú cái người diễn phúc, cái kẻ của diễn phúc sẽ là chủ của cái đóa hoa đèn xa kia, là một thanh niên tuấn tú, quả phải nói là rất là xứng đôi với lửa tam tài tứ sắc. Và tôi xin buồn rằng là trời ơi, như vậy không được, mình sẽ mất. Và ông ta bỏ cái tạm để đi kiếm cái mục tiêu là của thiên nhiên tiểu thư. Và như không thể tưởng tượng nào, một cái tiếng hát ở trong đêm, tiếng hát chiều tàng và báo cho tôi xin biết chỗ của đèn sáng. Và tôi xin lần mò đến một cái cửa phòng, cửa sổ hé mở, và nhìn qua cái cửa sổ đó dưới ánh đèn, thấy cô thiên nhiên tiểu thư đang trải tóc. Và cô thiên nhiên tiểu thư nhìn mình trong cái gương, tự hào với cái nhan sắc của mình. Cô ta vừa chạy đầu vừa hát như một cái thói quen, cô ta thường hát cái bài hát cuộc đời nó đẹp làm sao, cuộc đời nó đẹp như là ánh trăng của ngày làm, cuộc đời nó đẹp như là cái bông nở ở trong vườn, cuộc đời nó đẹp như con chim hót ở trên đầu cành, cuộc đời rất là đẹp. Cô ta vừa chạy đầu vừa hát để mà hát thì thánh diện với nhan sắc của mình, hát thì thánh diện với lại cái con người của mình có phước báo vô cùng, sinh ra là một cái con người hết sức là đẹp, mà để làm con của quan tướng cốt nữa, phú quý đủ thứ, nhan sắc đủ thứ, thật là hài lòng. Cho nên cuộc đời đẹp sẽ được, cô ta chạy đầu hát. Rồi thì bỗng dưng một cơn gió ở đâu thổi đến, cơn gió của hiện tượng nào đó, gió thổi bung cái cửa phòng, bung cái cửa sổ, và cái cơn gió tràn ngập vào căn phòng, thổi sập cái ngọn đèn cầy trước mặt cô thiên nhiên tiểu thư, càng căn phòng tối om. Và giọng hát đó và nhan sắc đó đã làm cho Josin không còn kiềm chế được mảy may nào cái tinh thần của mình, cái ý thức của mình. Không, ta chỉ hành sự theo nghiệp. Và Josin lao mình theo cái ngọn gió đó đi vào trong phòng ôm chầm lấy cô thiên nhiên tiểu thư. Và cô thiên nhiên tiểu thư này chỉ nghĩ là ai là người dám đối với người của mình ngoài vì hôn phu của mình, Mô Rê, một người võ dung khôn ngoan. Và rồi khi nghiệp báo xảy đến, không có cái gì có thể ngăn cản nó được. Cô thiên nhiên tiểu thư này thất thân với lại ông Josin. Và khi phát giác ra người kia không phải là Mô Rê mà là một kẻ lạ, một ông thầy tù, thì bây giờ cô thiên nhiên tiểu thư này phải làm sao bây giờ? Theo cái truyền thống của đạo Khổng của thời xưa, phải cuốn gói mà theo ông này thôi. Thế rồi cô này chỉ còn kịp một cái thời gian trước khi mà gặp ấy hốt một
chú đứng trang của mình khỏi mãi chân đi khăn. Rồi thì hai người bắt nhau đi trước khi trời hừng sáng. Một thì bỏ sinh thự, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ hôn phu bỏ người yêu lại. Một thì bỏ chùa bỏ thầy bỏ sư để bỏ lý tưởng. Cả hai đều chọn con đường ái và dẫn nhau ra đi để xây dựng hạnh phúc cho nhau. Và ra đi rồi thì Lý Nhân không còn dám ở gần kinh thành nữa, tìm đến một khu vực hẻo lánh biên địa. Hai vợ chồng với số vốn vàng bạc trong máu của thiên kim được đưa mang theo, hai vợ chồng mở hãng dệt vải, sống trong cảnh khổ có ở một thành phố nhỏ hoàn toàn. Hai vợ chồng sống chẳng mấy chốc, năm tháng trôi qua sinh được hai đứa con, một gái độc lập và một trai. Hai vợ chồng sống với hai đứa con cái thật là hạnh phúc thiên liệt, vui vẻ quên hết mọi sự và được học được hạnh phúc, quên hết mọi sự lý tưởng thì cũng bằng hạnh phúc. Cha mẹ thì cũng bằng hạnh phúc, người yêu cũng quên rồi, cha mẹ cũng quên rồi, cái kia thầy cũng quên rồi, đồng đạo cũng quên rồi, lý tưởng cũng quên rồi. Bây giờ hạnh phúc tràn ngập, hạnh phúc là rồi và sống như vậy. Nhưng cuộc đời như hôm nay tôi nói, hạnh phúc chỉ là một ảo ảnh nhất thời của theo nguyên lực lực thôi. Nhất thời nó xoa dịu được cái đòi hỏi của cái tâm hồn, của cái nghiệp đó, của cái sự trôi lăn đó. Rồi thì cái gì đến nó phải đến lúc nó thay đổi. Rồi một bữa mưa to do lớn, mưa rông mưa như chút, hai vợ chồng cùng với lại hai đứa con, vợ chồng con cái quây quần với nhau trong một bữa ăn thật là sơn hào hải vị, cơm nóng canh ngon, vợ chồng con cái ngồi nhau ăn hạnh phúc. Phù ở bên ngoài mưa to gió lớn, bên trong nó áp phù ở bởi phục gia đình sung sướng quá. Nhưng trong cái tiếng mưa như chút đó pha lẫn cái tiếng cóc cóc tiếng mõ, từ khi tiếng mõ nó càng ngày càng to, cóc cóc thì pha cái tiếng niệm a di đà phật, a di đà phật theo sau cái tiếng mõ. Như vậy trong cơn mưa gió bao gồm ở bên ngoài có một vị sư, có một nhà sư đang đi trong mưa gió và hiểu tâm. Cái tên đó nó gợi lại cái di vãng năm xưa của du sinh, cảnh chùa sống lại, lý tưởng sống lại, sư phụ sống lại. Và du sinh để chùa để ba chỗ, đứng dậy mở tủ lấy tiền để cúng dường cho cái vị thần đi trong mưa. Vén cái bức màn nhìn ra ngoài trời mưa gió, trong bóng đêm, trong bóng mưa lờ mờ xuất hiện một vị tăng sĩ, vị này đội cái bóng lá che khuất cái mặt, vừa đi vừa gõ mõ vừa niệm phật. Và khi vị tăng này đứng ngang qua cái cửa nhà của du sinh thì du sinh niệm phật, vị tăng này dừng lại, du sinh cúng dường tiền. Và vị tăng này cầm lấy và niệm phật để cảm tạ thí chủ. Thì bây giờ du sinh khi đối với vị tăng này, vị tăng này đối nó lá chủ mặt che mất cái mặt, nhưng mà bây giờ cái tiếng nói như là tiếng niệm được, tiếng a di đà phật đó. Cái tiếng niệm đó nó quen thuộc cái đó, du sinh không thể nào quên được. Và du sinh mà phải chú ý nó, thì cái vị tăng này khi nghe cái tiếng nói phải chú ý nó, thì vị tăng này quay lại ngước mặt nhìn lên, thì đúng là cái ông sư huynh mộng năm xưa. Bóng sư huynh mộng này ngỡ ngàng nhìn cái ông cự phú trước mặt mình. Ủa, chú đó hả? Du sinh đó hả? Sao bây giờ chú bảnh bao cái này? Thấy ông này ăn mặc rất là hào hoa phú quý, và hai sư đệ lật lật đưa nhau về nhà, tay bắt mặt mừng. Du sinh đem cơm nước cho đại sư huynh và hỏi thăm mừng lắm. Và trời ơi, tôi xa chùa sao gì thoáng một cái đã 7-8 năm trời, không biết tin tức của chùa như thế nào, sư phụ có khỏe không? Sư huynh nói, từ sau cái ngày mà chú bỏ chùa ra đi, quan Tướng Quốc rất là nổi giận, treo giải thưởng cái đầu của chú bằng cái đầu bằng vàng và một chức quan, bất cứ một kẻ nào giết hay chỉ được chú. Du sinh xưa nay không biết thì bị đe dọa, cho nên cứ cảm thấy mình được an. Nhưng mà biết được cái sự thật mạnh sống của mình đang bị đe, cái bất ổn nó xảy đến. Còn sư phụ thì sao? Sư phụ thì buồn phiền và bảo bệnh chết mất rồi, qua đời rồi. Còn tôi vì rằng là một
bữa bị phiên chi sự chùa bắt được là đang nhậu uống rượu cho nên bị tống cổ khỏi chùa. Bây giờ nó biết làm gì để sống cho nên đi ngó ngó niệm Phật hóa duyên, cất thực phải đó để sống. Sao thì bây giờ tôi xin tán hạnh phúc chết rồi cái giải thưởng một cái đồng vàng một chiếc quan cho ai bắt thì giết được mình, cái đó sẽ đe dọa hạnh phúc của mình. Mình có thể bị mất hết hạnh phúc với người vợ đẹp, với hai đứa con ngoan, hạnh phúc với một cái tài sản giàu có, mình bị mất hết, sợ quá, chưa mất mà đã sợ chết rồi, phạm rồi. Chưa mất mà đã sợ, sợ thì phòng phòng, phòng phòng thì tự nhiên không được bình tĩnh nữa, tâm hồn mất an tĩnh. Và khi tâm hồn mất an tĩnh, phiền não nổi dậy, phiền não nổi dậy và tiếp theo phiền não nổi dậy là đây. Một ngày buồn quá thì tôi xin mới đi ra phố rồi hướng thân buồn với ác cảnh và mình sẽ một ngày nào đó có một kẻ gian nào cỡ mình sẽ bị bắt, mình sẽ bị giết, mình sẽ mất vợ mất con, mất tài sản, mất hết hạnh phúc, sợ quá cho nên không biết cách gì để mà giải quyết cái nỗi sợ như thế. Tôi xin xả vào quán rượu uống, uống rượu để trấn áp tinh thần, uống vào là ngàn say, lảo đảo đi về nhà. Và trong lúc đi về nhà đó thì bây giờ ông sư huynh ngồi nhà thấy phu nhân, thấy cô tên xa đi ra đi phố chờ chồng. Cô tên xa trải qua 7 năm trời sinh ra hai đứa con mà nhan sắc không hề thay đổi, vẫn đẹp như thường. Cho nên dù sư huynh này khởi cái tâm ngưỡng mộ và chờ cô ta đi ngang thì mới nói nhíu lên thấy ảo và bảo là cô có biết không, đâu phải chỉ có một mình tôi xin nó ngưỡng mộ cô đâu, tôi cũng ngưỡng mộ nữa. Cô này cự tuyệt, cô này bảo ông đừng có làm như vậy, cửa ra thì ông này nói ngay cô đem sang đứng lại, cô này cố cự tuyệt hai bên đang thẳng con thì cái cửa bỗng đẩy ra, tôi xin với một mùi rượu nồng nặc xuất hiện. Ông sư huynh hết hồn vô tay cô đen xa, cô đen xa thì đang sẵn co trên những bệnh mỏi và mặt đỏ hơi thở dồn dập và đứng nét một bên. Rồi xin rượu nàng ngà thấy hành động khả nghi của vợ của ông sư huynh, con mắt long lanh nhìn ông sư huynh. Ông sư huynh sợ hãi cho con mắt điên dài của cả xây xưa. Ông sư huynh nói có được tôi xem tay cho bá thôi, xem chỉ tay chứ có hết à, không được có bí bậy. Tôi xin không nói gì cả, đi thẳng vào phòng. Ông sư huynh này chui vào trong phòng, đang còn say, đang còn tội sợ, đang còn lo sợ mình mất hạnh phúc, bây giờ lại gặp cái chuyện bắt bỏ giọng nữa nữa, với một cái tâm bất an, với một cái tâm không còn an tĩnh nữa, với cái tâm đang phiền não nữa, tâm nó có thể nghĩ bậy cho thằng ác. Tôi xin chụp lấy một lưỡi dao giấu trong tay áo và anh ta đi thẳng vào trong phòng của ông sư huynh. Ông sư huynh thấy tôi xin mở cửa đi vào, hơi lộ một đồng nặng, nhìn thì nó bất tắc căm giận. Ông sư huynh nói, chú phải biết điều mà chưa, chú có biết là tôi tử tế với chú lắm không, nếu tôi có ác ý với chú lắm, tôi ra tôi cớ quan là tôi có một cái đầu vàng chức quan, tôi cũng sống hết thân này một cách sung sướng, tôi đâu có phải cực nhọc như ngày hôm nay. Chú phải nhớ như vậy nữa không, chú đừng có tìm chuyện gây tôi đâu. Ông bậc này đừng nói thì thôi mà nói thì phải chết, tại vì cái đó là một lời đe dọa. Và dù xin chợt sợ hãi mà chết, anh này có thể hại mình, anh này có thể bị cớ quan cho nên phải chết. Một cái tan nhà vậy mà dù xin vung dao lên đầu này, ông thì đợi một con dao chúng này bị chết tại chỗ. Và bây giờ trời như mưa như rông suốt cả mấy ngày trời nay rồi, trong cơn mưa đó tôi xin vác xác chết to lớn nặng nề của ngài bác ở trong rừng.